Kính chào quý khán thính giả của đài Apple TV 21.12. Tôi là mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh, xin được hoan nghênh quý vị lãnh đạo tinh thần chia sẻ trong chương trình tối hôm nay. Xin kính mời quý vị giới thiệu tên của mình. Dạ, tôi cư sĩ Nguyễn Dũng, trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Apple TV 21.12. Hân hạnh gặp Hòa Thượng lại Linh Mục và mục sư điều học. Tôi là Hòa Thượng Thích Hùng Việt, trân trọng kính chào toàn thể chư vị khán thính giả của đài Apple TV 21.12. Kính chào chư vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, mục sư điều học chương trình, cha, kính chào cư sĩ. Tôi là Linh Mục Giuse Ferro Nguyễn Ngọc Linh, hân hạnh chào đến toàn thể quý khán thính giả và lời chúc bình an. Và xin chào mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh và cư sĩ Nguyễn Dũng và thầy Hòa Thượng Thích Hiền Việt. Xin được thay cho tất cả mọi người ở trong gia đình và quý vị ở tại đây kính chúc quý khán thính giả một năm mới bình an và hạnh phúc. Chương trình của chúng ta buổi tối hôm nay nói về sự cầu nguyện. Các tín hữu hay là những người tín hữu ở trong nhà thờ, ở trong chùa thì trong ngày đầu năm thì họ đi đâu, gặp ai để cầu nguyện hay là cầu xin những cái phước lành hay là sự may mắn? Dạ, xin kính mời cư sĩ. Dạ, kính thưa quý vị, tập tục đầu năm đi lễ chùa hoặc lễ nhà thờ hoặc là bên Phật giáo Hòa Hảo thì đến nơi thờ phượng của bên giáo hội. Kính thưa quý vị, những cái tập tục đó đã có từ lâu đời. Và chính vì sự lâu đời đó nó đã mang cái người, mỗi người tín hữu đi vào trong một cái niềm tin và một cái hy vọng mới. Tin ở ơn trên để giúp cho mình có được một cái hướng đi, một cái đường lối sáng, nhất là được khuân thân khỏe và tâm an. Tùy theo cái niềm tin tôn giáo mà mỗi người chúng ta nên đi đến những cái cơ sở tôn giáo thuộc cái tín ngưỡng của mình. Nó mang một cái tính cách rất là mới cho một cái đầu năm của Quý Mão. Ở trong đó cái năng lượng mà của mỗi người của đầu năm nó mang cho ở chúng ta có được cái nhìn về chính mình, tạo cho mình có cái sự tự tin, tạo cho mình có cái sự quan phòng, nghĩ rằng được ơn trên che chở. Và trong cái sự tự tin và cái đường mà chúng ta đi cho suốt một năm 12 tháng của năm Quý Mão, trong đó có sự hỗ trợ của ơn trên và có sự tích cực của chính mình. Trong niềm tin đó thì đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi tin ở chính mình và tin ở ơn trên. Tin ở chính mình để chúng ta có cái nội lực, tự lực, và tin ở ơn trên để cảm nhận rằng ở chúng ta lúc nào cũng có được cái sự hộ trì gia hộ để chúng ta có một cái con đường mới trong cái năm mới. Xin kính mời Hòa Thượng. Kính thưa quý ngài mục sư điều học, kính thưa toàn thể chư vị người Phật tử tin Phật, đầu năm thì khi nói đến đức tin thì gần như là nó choáng trong tâm hồn của mình một chỗ quý trọng, chỗ cao trọng. Do vậy cái ngày đầu năm luôn luôn cho chúng ta một cái khái niệm bắt đầu, một khái niệm mới, một khái niệm chúng ta có thể gọi là bắt đầu. Cho nên cái sự cầu nguyện để tăng thêm cái phần đức tin, phần nội lực, phần tích cực, lạc quan, thì cái sự cầu nguyện đó chắc chắn là phải hướng về cái giá trị tâm linh. Giá trị tâm linh ở đây thì người Phật tử nếu có điều kiện thì sẽ đi chùa trong ngày một Tết. Dĩ nhiên là cái thời giờ nó phù hợp như thế nào đó, hoàn cảnh, điều kiện, thời tiết, phương tiện v.v. Nhưng mà nếu vì lý do gì đã không đi được, chẳng hạn trong ngày mùng 1 mà không đi được thì họ đi qua ngày khác, mùng 2, mùng 3, hoặc là chính họ đối diện trước một bàn thờ tại nhà tư gia của mình, hay là một chỗ nào đó mà mang cái biểu tượng mà ta đặt trọn niềm tin nơi, cái đức tin của mình nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, thì chính đó là cái chỗ mà phù hợp nhất để chư vị tín tâm đó có cái cầu nguyện trang trọng và thành tín cho đầu năm của mình
bắt đầu ngày đầu tiên của 365 ngày mới. Dạ. Xin kính mời linh mục. Xin thưa quý vị, những người tín hữu Công giáo chúng ta thì những cái ngày đầu năm thì chúng ta thường thường bắt đầu bằng cái thánh lễ tất niên trước. Ở đây vì hoàn cảnh ở nước Mỹ thì thường thường chúng ta chỉ gộp lại cái một ngày mùng 1 thôi rồi chúng ta làm chung, nhưng mà khi nói về cái những cái những thánh lễ hoặc là những cái nghi thức ở Việt Nam thì chúng ta thường là bắt đầu thánh lễ tất niên trước. Cái này thì họ cũng không phải là xảy ra cho toàn các nhà thờ, nhưng mà rất là nhiều nhà thờ họ tổ chức thánh lễ tất niên. Trong đó thì tín hữu chúng ta đi đến, có nhiều nhà thờ thì tổ chức trước cái giờ giao thừa, nhưng mà có rất nhiều nhà thờ họ tổ chức ngay cái lúc mà giao thừa luôn, lúc 12 giờ. Thì trong thánh lễ đó chúng ta đều mang một cái lòng tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Ngài trong một năm đã qua, 365 ngày trước đó, với biết bao nhiêu hồng ân cho chúng ta được sống, được tồn tại, được nhiều ơn lành, nhất là được sống là con cái của Chúa, được an toàn trong một năm như vậy. Thì nó mang ý nghĩa như vậy. Rồi sau đó thì chúng ta bước qua cái mùng 1 thì chúng ta gọi là thánh lễ minh niên. Thì trong thánh lễ đó, bởi vì chúng ta người Công giáo chúng ta quy hướng tất cả về Chúa hết, mọi thứ chúng ta làm đều quy về Chúa, cho nên mùng 1 là cái ngày chúng ta là phải tập trung vào Thiên Chúa của chúng ta rồi. Thì cái ngày mùng 1 là chúng ta, nếu ở Việt Nam thì một vài nhà thờ, cũng nhiều nhà thờ lắm, họ ngay cả trong thánh lễ họ chúc tuổi Chúa luôn, rồi họ chúc tuổi Đức Mẹ rồi các thánh. Mình nói chúc tuổi chứ không nghĩa là Chúa thì đâu có cần chúng ta chúc tuổi, vì Chúa là vô thủy vô chung mà, đấng Alpha và Omega, nguyên thủy và cùng đích. Nhưng mà cái việc chúng ta mà cảm ơn chúc tuổi Chúa như vậy á, thì nó lại cái dạng như mình nói để mà được Chúa vui lòng và ban cho mình nhiều hồng ân hơn. Rồi mình cảm ơn các thánh, nhất là Đức Mẹ, là những người mà sẽ giúp chúng ta sống đời sống Kitô hữu tốt lành hơn. Rồi đến ngày mùng 2 chúng ta cầu nguyện cho ông bà cha mẹ. Thì chúng ta rất là nhiều nhà thờ họ không có nằm ở nhà thờ đâu, họ về cái nơi nghĩa trang đất thánh, chúng ta gọi là đất thánh đó, thì nơi chôn cất những tín hữu đã được rửa tội, đã được sống đời sống Kitô hữu. Thì khi họ chết họ được chôn trong một nơi thì chúng ta gọi là đất thánh. Ở nơi đó thì chúng ta cũng kêu cầu Chúa, bởi vì chúng ta tin rằng linh hồn của các ngài hoặc là đang ở với Chúa, thì nếu ở với Chúa thì các ngài sẽ cầu nguyện Chúa để phù hộ chúng ta. Còn nếu mà Công giáo chúng ta lại tin là có cái luyện ngục nữa, tức là một cái nơi mà dành để thanh tẩy con người mình, để mà mình trở nên nó hoàn toàn trong sạch để mình về với Chúa, thì cái mùng 2 là cái nơi chúng ta hay làm một thánh lễ ở đất thánh. Chúng ta nhớ về ông bà tổ tiên của chúng ta ở nơi đó, những người mà sinh chúng ta, những người trước chúng ta đã nằm ở cái nơi đất thánh đó. Rồi mùng 3 chúng ta lại trở về nhà thờ, và trở lại nhà thờ chúng ta lại cầu nguyện cho mùa màng, cho được một cái năm nó thuận lợi cho trong việc làm ăn, như là thánh hóa công việc làm ăn của chúng ta. Ai làm nghề nào thì được Thiên Chúa thánh hóa cái nghề đó. Thì nói chung chúng ta là những người Kitô hữu á, chúng ta đều quy hướng về Chúa hết. Chúng ta không có đi ngồi cái đó được. Nên nếu mà là người Kitô hữu chân chính, ở đây tôi nói là người Kitô hữu chân chính, bởi vì chỉ có những người đó thì mới biết là đi tìm Chúa ở những ngày đầu năm thôi. Đối với chúng tôi là những người tín hữu tin lành, những người chủ của gia đình, những người con của Chúa, thì những giây phút của ngày cuối năm giao thừa thì gia đình họp lại để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những hồng ân mà Chúa đã ban cho trong suốt một năm qua, và rồi cũng nói lên những cái ước mơ, những lời cầu nguyện của mình trong ngày giây phút đầu năm mới đó, thì dâng lời cảm ơn Chúa và xin Chúa gìn giữ, chăm sóc quan phòng trong suốt một năm mới như vậy. Và thường trong ngày đầu năm đó, cái tuần lễ hay là cái Chủ nhật đầu năm, và Chủ nhật này là ngày đầu năm của một năm mới, thì tất cả các con cái của Chúa và các tín hữu, mọi người đều tề tựu ở tại nhà thờ để cùng nhau dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Cho nên địa điểm có thể nói là nhiều người đến nhất trong Chủ nhật này là nhà thờ để dâng lời tạ ơn Chúa và cầu xin ơn phước của Chúa ở cùng với mình, đi cùng với mình trong suốt một năm mới sắp đến.
Cho nên đó chính là nơi mà con cái Chúa hướng lòng về Ngài để cùng dâng lên lời cầu nguyện. Kính thưa quý vị, trong cái câu hỏi thứ hai buổi hôm nay đó là những người tín hữu hay là những người đến tại nhà thờ hay là các chùa để cầu nguyện đó, thì họ cầu nguyện với ai, cụ thể là cầu nguyện với ai, và ai là đấng ban phước cho họ, hay là họ đến với một cái sự cầu may hên xui may rủi. Xin kính mời. Dạ, kính thưa quý vị, cái nhìn của người Phật giáo Hòa Hảo trong cái tứ ân đó, ân thứ nhất là ân tổ tiên cha mẹ. Thế nên trong cái bàn thờ, cách thờ phượng đó, thì cái bậc dưới nhất là cửu quyền thất tổ, rồi kế đó ở trên đó là tam bảo, rồi ở trên nữa là cái tấm trần điều hay tấm trần già tượng trưng cho sự hòa hợp của vô vi. Thế nên trong cái những cái ngày đầu năm thì việc mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cảm ơn gần nhất là tổ tiên cha mẹ, vì trước khi mà chúng ta nghĩ đến ơn trên cho chúng ta được những cái hồng ân gì, thì cái người gần nhất chúng ta là cha mẹ và tổ tiên. Thế nên trong cái lời cầu nguyện tổ tiên cha mẹ, để nhìn thấy rằng trong suốt 100 qua mỗi người chúng ta được cái gì và mất cái gì. Chính vì cái được cái gì đó để chúng ta cầu nguyện để được thăng tiến thêm lên, và mất cái gì đó để chúng ta cảm nhận được là chúng ta có sự cải thiện. Kính thưa quý vị, trong cái mất và được thì trong đó người tín đồ Phật giáo Hảo nghĩ nhiều về cái tâm hồn, cái tánh thiện hoặc là tánh ác, tánh xấu hoặc là tánh tốt, để từ đó mà chúng ta tìm một cái trong lời dạy của sám giảng, lời dạy của Đức Quỳnh Giáo Chủ, để cho một cái năm mới được tốt đẹp hơn. Và trong cái phần lời cầu nguyện đó thì là người cư sĩ tại gia, có gia đình. Bên cạnh đó thì người tín đồ Phật giáo Hảo cũng có cái giới tu sĩ là cũng trường trai và không có lập gia đình. Thế nên trong phần cầu nguyện thì trong cái ngũ nguyện cầu có những cái cầu nguyện chung cho từng cá nhân, rồi gia đình, rồi xa hơn nữa là quốc gia dân tộc, và xa hơn nữa là thế giới đại đồng. Và chúng ta cầu trong cái sự cầu nguyện đó thì nhờ gồm có tổ tiên, cửu quyền thất tổ, tam bảo và ơn trên thầy tổ gia hộ, và trong cái sự tất cả các ngài mà đã giúp cho mỗi người tín đồ trong cái thời gian, trong cái năm Nhâm Dần vừa qua, để cho năm Quý Mão này được thăng tiến hơn, và trong cái sự thăng tiến đó để cho tốt cho mình và tốt cho những người xung quanh, và những gần gũi nhất là cầu nguyện cho những người thân của mình đang có những cái chuyện không may mắn, và làm sao để cho cái năm qua được những cái tai nạn năm 2022 và để năm 2023 được mọi sự tốt đẹp. Xin kính mời Hòa Thượng. Cảm ơn Mục sư Điều Hợp. Kính thưa quý ngài và quý vị, khi nói mình cầu nguyện ai và được gì, điểm thứ nhất á, là cái người cầu nguyện đó phải biết rằng mình là ai, tức là mình phải là mình là một hành giả, một người đi theo đức tin. Do vậy cái người đó, cái căn bản là phải có được mấy cái đức tính sau đây. Có năm đức tính, đó là tín, tấn, niệm, định và tuệ. Tín tức là đặt trọn niềm tin, tấn tức là cái sự lạc quan, hy vọng, siêng năng. Niệm tức là nhờ thức tỉnh, nhớ, chánh niệm bây giờ. Định tức là an tâm, và huệ là sáng suốt. Như vậy thì một con người mà đúng nghĩa trước phát xuất ra để làm gì, bây giờ là đầu năm mình cầu nguyện, rồi đối tượng đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và có nhiều năng lực khác, trong đó có chư thiên thiện thần, tức là thiện thần chư thiên đó là cái giới, thế giới khuất mặt, thế giới đó có thể ông bà cha mẹ của mình, thân bằng quyến thuộc của mình thác rồi sinh vào cái thế giới đó, ở gần với mình, biết về mình, hiểu về mình, thương và giúp mình. Và mình, cái thế giới chư thiên đó, hàng ngày mình đã làm những điều tốt qua lời nói, việc làm và suy nghĩ của mình hồi hướng, tức là mình chia cái phước đó cho những vị đó. Do vậy cái sự thân mật giữa thế giới
hiện diện và là mình và thế giới khuất mặt là vậy. Kể cả nhiều khi mình nghĩ đến ông bà cha mẹ tổ tiên của mình nữa, nhưng mà trên căn bản nó tóm lại là Tam Bảo mới là chư thiên thiện thần hộ pháp. Do vậy thì phải hai cái mình và đối tượng mình cầu nguyện đó, như là mình mở ra cái cánh cửa, mình mở ra cái lối đi, mình mở ra cái channel, thì cái sự cầu nguyện đó chắc chắn là nó giao thoa nhờ cái năng lực là từ mình bắt nhịp cầu tới những đối tượng như vừa nói. Thì như vậy cái sự cầu nguyện đó, đó là cái sự chân thành, và cầu nguyện đó chắc chắn là sẽ được cái đáp ứng, sẽ được được đồng vọng lại. Và đầu năm chúng ta cần thiết phải nghĩ về cái cách đọc cầu nguyện là như vậy. Dạ, xin kính mời Linh Mục. Xin thưa quý vị, là người tín hữu Kitô giáo thì chúng ta sống trong một giáo hội hợp nhất toàn cầu, gọi là công giáo, tức là nó universal. Nó có người lãnh đạo chung của chúng ta là bắt đầu từ Đức Giáo Hoàng, rồi các hồng y, rồi giám mục, rồi các linh mục thì phụ trách các đoàn chiên, rồi giáo dân. Thì chúng ta có những cái gọi là được cái sự may mắn là giáo hội của chúng ta đã lo chúng ta những cái lời cầu nguyện thống thiết lên Thiên Chúa mà nó đã được lập sẵn rồi. Nhất là chúng ta đi dự thánh lễ, chúng ta đến dự thánh lễ thì chúng ta hợp ý cầu nguyện với linh mục thường hay đọc những cái lời nguyện, những cái lời kinh tiền tụng, hoặc là kinh cảm ơn, hoặc là những cái lời Chúa mà chúng ta nghe qua, thì tất cả được soạn sẵn và nó đều mang cái ý nghĩa là chúng ta đều quy hướng về Thiên Chúa và tìm kiếm cái thánh ý của Ngài. Đối với người Công giáo chúng ta thì một cách nào đó chúng ta nói một cách là ích kỷ một chút, thì chúng ta cầu nguyện cho bản thân, rồi cho cái sự may lành và cho cái gọi là cái gì tốt đẹp đó trong một năm tới. Nhưng mà mục đích của giáo hội mình á, thì dựa vào cái lời Chúa nói, Chúa Giêsu bảo cho chúng ta rằng các con đừng có lo, đừng có lo ăn gì, đừng có lo uống gì, đừng có lo mặc gì, hãy nhìn xem chim trời và hô hề ngoài đồng, chúng không gieo không gặt, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp, mà còn cho họ, cho chúng ăn no và mặc đẹp như thế. Huống chi cha các con ở trên trời là đấng trọn lành, lại không lo cho các con sao? Rồi chúng ta lại được nghe Chúa nói là, nhưng mà các con hãy lo tìm mọi cách để mà lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Cho nên các cái lời nguyện trong một thánh lễ của Công giáo trong những ngày đầu năm đều quy hướng về cái chuyện mà chúng ta làm sao tìm hiểu được, làm sao cho đúng được thánh ý của Chúa, chúng ta đi trong cái gọi là đường lối của Ngài, trong cái sự soi sáng của Ngài. Bởi vì chúng ta tin rằng Ngài có cái sự quan phòng của Ngài rồi, Ngài làm mọi cách để mà đạt được cái linh hồn chúng ta thôi. Ngài muốn chúng ta được cứu rỗi. Còn cái chuyện chúng ta mà được giàu có, rồi được những cái chuyện mà nó hơn người khác ở trên trần gian này, thì đối với Chúa thì chắc có lẽ Ngài công bằng, Ngài không có nghĩa là ban cho người này nhiều hơn, người kia ít hơn. Ngài chỉ muốn sự công bằng, nhưng mà cái điều Ngài muốn nhiều nhất á, là cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Cho nên là chúng ta đa số những lời cầu nguyện trong những cái đầu năm chúng ta đều quy hướng về cái ơn cứu rỗi và cái sự bình an chúng ta bước đi trong đường lối của Ngài. Đối với chúng tôi, các tín hữu ở trong đạo Tin Lành hay là những người tin Chúa thật sự, thì khi đến nhà thờ để thờ phượng Chúa và dâng lời cảm tạ ơn Ngài, và rồi sau những cái thì giờ dâng hiến những gì tốt nhất mà Chúa ban cho đời sống của mình, và những lời cam kết hứa nguyện với Chúa rằng con nguyện yêu Chúa suốt cả cuộc đời của chúng con, và rồi có thì giờ lắng nghe lời của Chúa và cũng như cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho mình trong năm mới, thì chúng tôi thường được nhắc nhở trong những ngày đầu năm đó là trước nhất là hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều khác nữa. Cho nên cái việc quan trọng nhất của người tin Chúa đó là tìm kiếm ý của Chúa, tìm kiếm nước của Ngài và sự công chính, đó là sự công bằng, nghĩ đến những người khác, thương yêu chăm sóc tất cả những người mà Chúa đặt để ở chung quanh mình, những ai có những nhu cầu và chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ được những người chung quanh, thì chúng ta cậy ơn Chúa để làm những điều đó, để chia sẻ tình yêu cũng như chia sẻ Tin Lành và phúc âm cho họ. Và cái điều mà chúng tôi tin rằng đó là tất cả các ơn phước thiêng liêng
đều đến từ Cha Thiên Thượng, tức là từ nơi Đức Chúa Cha, là đấng ban cho con người của chúng ta tất cả các ơn phước thiêng liêng của Ngài. Vàng, bạc là của Chúa, vàng là của Chúa, tất cả những gì mà tốt đẹp Chúa ban cho con người của chúng ta. Ma quỷ là kẻ cướp giết và hủy diệt, nó đến để cướp giết và hủy diệt loài người của chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu là đấng sống, Ngài là đấng hiện đang sống và ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời để cầu nguyện thế cho con cái của Ngài. Ngài đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Cho nên với lòng tin quyết như vậy, chúng tôi đến với Chúa và cầu nguyện. Cầu nguyện cho những người thân hữu ở chung quanh khu vực, ở trong làng xóm, ở trong khu vực, ở trong chỗ làm. Cầu nguyện cho cộng đồng, cho đất nước Việt Nam được hòa bình, được thịnh vượng và nhiều người được có cơ hội để biết đến Chúa và kêu cầu Ngài để được cứu. Cho nên chúng tôi đến với Chúa trong ngày đầu năm như vậy và hướng về Ngài để cầu nguyện. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại và tiếp tục chương trình.